con tên Đinh Thị Thắm, học sinh lớp 6A trường Trung học cơ sở Quang Trung. Năm nay con ở với anh chị. Ngoài giờ học trên trường, con còn phụ anh chị hái rau, nấu ăn, phụ làm việc nhà. Để kiếm thêm tiền thì con thường đi làm thuê cho người ta. Tuy những công việc của con làm rất mệt ở ngoài nắng, nhưng vì gia đình nên con phải cố gắng đi nhặt chanh dây, phân biệt chanh dây. Con đi hái ớt 1 giờ được 4.000, một ngày con thường có 30.000. Có lúc thì con đi một mình, còn có lúc thì con đi với anh trai. Tôi tên là Đinh Lương, anh trai của Thắm. Tôi là trụ cột chính, vợ thì cũng giữ con nên không làm được cái gì thì em cũng phải gánh hết, phải nuôi mấy đứa nhỏ với lại nuôi em cái út đang học. Gia đình thì đất đai không có thì phải sống dựa vào đi làm thuê cho họ, họ kêu gì làm nấy. Đi phun thuốc, có lúc thì đi dài cỏ mía, lúc thì theo họ cũng trồng mía rồi tưới nước. Bố thì mất lúc con còn học lớp 2, còn mẹ thì mất lúc con học lớp 3. Bố thì bị bệnh ung thư gan, còn mẹ thì bị bệnh giống như bố. Lúc mà em đi nghĩa vụ về, bố ngã bệnh luôn rồi. Sau đấy được gần một tháng rồi, thì bố mất. Cảm thấy buồn. Qua được một năm tưởng sẽ được hạnh phúc với gia đình nữa, mà trong đây thì lại tới mẹ cũng càng lúc càng yếu đi do bệnh tật. Thành ra mẹ cũng mất. Nếu có tiền thì chắc bố mẹ cũng chắc sống tới bây giờ chắc cũng khỏe như mọi người. Lúc bố mẹ con mất, con cảm thấy buồn, hối tiếc vì những ngày qua mình không thể yêu thương nhiều hơn. Những ngày hồi xưa, con thường đi cùng với bố mẹ đi rẫy, đi cuốc cỏ, đi chăn bò, đi hái lá mì rồi về nhà ăn cơm. Món ăn mà con thích nhất đó là khi bố mẹ nấu món lá mì. Không có tiền nên bố mẹ đã đi hái lá mì và là rau muống. Dù món đấy rất đơn giản nhưng nó rất ngon và rất đặc biệt. Mình ăn lá mì thì mình cảm thấy như là mình đang ăn cùng với bố mẹ hồi xưa. Mỗi khi nhớ bố mẹ thì em thường cúp mặt và khóc một mình. Vì mình nhớ những ngày qua khi còn có bố mẹ. Vì những ngày ấy là ngày vui nhất. Trong thời gian qua thì chính quyền địa phương cũng có cái kêu gọi các cái mạnh thường quân giúp đỡ cho cháu các cái phần quà, xuất quà. Nhà trường cũng hiểu và hoàn cảnh của em cũng tạo điều kiện cho cháu mượn cái sách rồi hỗ trợ vở bút cho bé đi học. Rất mong là các mạnh thường quân thì cũng hết sức giúp đỡ và tạo điều kiện cho cháu. Vì hoàn cảnh của cháu thì cũng thực sự rất là khó khăn. Mong Thắm sẽ cố gắng học thật giỏi, dù bố mẹ mất sớm nhưng em thì vẫn sẽ lo cho Thắm đi học thật tốt. Con cảm ơn bố mẹ vì đã sinh ra con. Cảm ơn anh vì đã chăm sóc em cho những ngày qua khi không còn bố mẹ. Cố gắng học giỏi để lớn lên trở thành cô giáo. Sau khi làm cô giáo xong thì em sẽ dạy học cho các em, các cháu ở trong làng.